Nhà núc Hậu Giang nha anh em. Chu. Chim con ra anh. Chim con. Chim bự lắm, chim con nhiều lắm. Vậy là âm đi mua trước công ty giờ tới công ty giờ cung cấp là không có bị gì ha. Không bị gì hết. Má hình âm đi cũng chất lớn không, chất nhỏ nó bé à. Về đây mình cũng dự định là cho nó dư. À. Lo nó ấy không sao. Đúng không? Một vài cái lo không sao chứ cái âm ly bị cái thứ nhất mình tốn tiền nhiều mà lại nó mệt lắm. Anh nghiên cứu cửa bên kia nữa nha. À, cửa bên kia à. Ừ, cửa dưới camera. Rồi, em nhiều nha.